Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Golden Boost. Và ngày hôm nay thì sẽ là video Q&A số thứ 6 nha. Và ngay bây giờ hãy cùng bắt đầu thôi. Đầu tiên thì tôi sẽ xin phép được trả lời những câu hỏi ở tab cộng đồng của YouTube. Và đây là câu hỏi đầu tiên. Họa tiết trên GT2 giống với Vision 2 thì liệu có bóng bóng tốt hơn không? Thì trước khi đi vào câu hỏi này thì tôi sẽ xin phép được clear lại một cái vấn đề, đó chính là việc mà cái việc bám bóng ok hơn nó sẽ không làm cho anh em kiểu từ một người đỡ bóng xa cả mét thành đỡ bóng dí như keo. Cái đấy là hoàn toàn không có nha. Và ok, cái sự họa tiết ở trên upper đấy nó chỉ tăng thêm xíu xíu một vài cái phần trăm nhỏ nhỏ thôi. Thế nên là anh em cũng đừng kỳ vọng quá nhiều. Còn thực sự thì cái họa tiết ở trên GT2 cá nhân tôi thấy là nó cũng có tương tác với bóng khá là tốt. Và nếu như mà anh em chơi những quả bóng, ví dụ như quả bóng của Nike, Adidas, Decathlon hay là Muten, chứ còn anh em đá quả động lực thì nó chỉ được vài trận đầu thôi. Về sau như kiểu bóng Việt Nam mà thì cái chất bề mặt ấy nó bị mòn đi, nên là cái hình họa tiết trên GT nó cũng chẳng giúp ích gì các bạn ạ. Câu hỏi số 2 thì TA11 đã là số 1 phân khúc dưới 1 triệu chưa? Và ngoài ra thì đâu là các top 2, 3, 4, 5? Thật ra thì tôi cũng chưa từng xếp top 2, 3, 4, 5 ở cái phân khúc này. Nhưng mà TA11 số 1 phân khúc dưới 1 triệu thì yes, vẫn là cái quan điểm của tôi vẫn giữ nguyên như vậy. Ngoài ra thì các mẫu giày khác, ví dụ là Joker Space hay là CT3 thì cá nhân tôi cũng đánh giá rất là cao nha. Mà CT3 thì thực sự thì nó cũng bám sân tốt và nó đem lại một cái trải nghiệm tốt, nhưng mà với cá nhân tôi thì cái bộ đế của CT3 nó hơi bị cứng, nó không có một cái lớp đệm. Thế nên là với những cái người mà có cân nặng cao như tôi thì CT3 nó làm cho tôi hơi bị đau gót các bạn ạ. Và ngoài ra thì nếu như mà có những cái đôi Tempo 8 Club, Tempo 9 Club mà nó sale về còn dưới 1 triệu thì anh em cũng có thể thử xem nha. Nó cũng là một trải nghiệm khá là hay ho. Câu hỏi số 3 đó là Tempo 9 và Vapor 14 thì đôi nào ok hơn? Thì cá nhân tôi đánh giá nếu như mà so về bản Pro thì tôi sẽ nghiêng về Vapor 14. Nhưng mà nếu mà bản Academy thì tôi lại nghiêng về Tempo 9 hơn. Câu hỏi tiếp theo đó là tip vệ sinh da thật màu trắng. Thì cá nhân tôi thấy là những cái đôi giày da thật màu trắng của mình, tôi chỉ vệ sinh bằng giấy ướt thôi. Tôi lau giấy ướt lên bề mặt rồi sau đấy lau lại ngay lập tức bằng giấy khô, để cho nó không có cái tình trạng là giấy nước nó ngấm vào cái bề mặt đấy nó quá lâu. Và cá nhân tôi thấy là kể cả nó không sạch thì tôi cũng để như vậy, chứ cũng không có sử dụng một cái dung dịch nào khác cả. Bởi vì các bạn biết đấy, da thật thì nó kỵ nước mà. Anh em cứ lau rửa giặt nhiều, có khi có ông còn trải cơ, thì nó lại bong bét hết cả da ra. Câu hỏi số 5 đó là Xpeed Flow 3 có độ nhám trên upper, bám bóng tốt nhưng sau khi giặt sạch thì còn độ nhám không? Cá nhân tôi thấy là bạn giặt giày kiểu gì ta? Bình thường thì cá nhân mình thấy là chỉ nếu như mà bẩn lấy giấy lau và nó sẽ chả ảnh hưởng gì đến cái chất liệu upper của đôi giày cả. Tôi chưa hiểu đây giặt giày là như nào, bạn định cầm bàn chải chải lên luôn cả cái upper đấy á? Đừng nha. Mà thật ra cũng không cần thiết. Xpeed Flow thì cá nhân tôi thấy là nó cũng dễ vệ sinh mà. Tiếp theo nữa đó là câu hỏi cũng của bạn đó luôn, đó là Nike Mercurial Academy ngang 9.5 đi được không? Và một lần nữa cũng như là rất nhiều lần khác, anh em hãy cung cấp cả chiều dọc và chiều ngang chân nhé. Tôi không thể nào mà có thể tư vấn được khi mà chỉ biết một trong hai thông số. Câu hỏi số 6 đó là trải nghiệm Xpeed Flow 1 ở thời điểm hiện tại vẫn là ngon nha, top 1. Số 7, tại sao cùng một bản Mercurial Academy lại có chất liệu upper khác nhau? Ví dụ như là Safari thì mềm hơn, cũng như là những trường hợp về đôi Elite 7 bạc nó sẽ bè hơn những đôi khác. Thì anh nghĩ sao về vấn đề này? Cái này thì cũng là dụ ý của nhà sản xuất thôi, mình cũng đâu biết là tại sao họ lại làm như vậy đâu. Nhưng mà theo như cái suy nghĩ của mình thì có thể là họ có thể là làm cái mẫu giày đó để có thể cho nhiều form chân chơi được hơn. Ví dụ như là con Safari này nó mềm hơn, đi dễ bè hơn chả. Thì những em nào chân bè hơn hoặc là bè nhiều nữa thì hoàn toàn là có thể chơi con Safari cũng rất là ok. Nó cũng sẽ rất là dễ dãn theo form chân của anh em. Câu hỏi số 8 đấy là ông thử đi giày ấn mũi xem thừa khoảng bao nhiêu. Đây sẽ là cái video mà tôi ấn cái phần mũi chân cho anh em xem nha. Thật ra thì cái việc mà thừa đầu mũi bao nhiêu ấy, ngoài ra đây là cái lời khuyên của tôi thôi nha, thì nó sẽ thừa khoảng một nửa chiều ngang của ngón cái khi mà ướm vào đầu mũi giày. Còn thật ra thì cái việc thừa bao nhiêu nó tùy thuộc vào cái cảm nhận của mỗi người. Mỗi người sẽ có một cái cảm nhận về cái độ thừa mũi khác nhau nha. Câu hỏi số 9 là ở những đôi mới ra của Nike và Adidas, có mẫu nào mà anh chê thậm tệ và không khuyến khích mọi người mua không? Copasense 3. Ý tiếp theo của bạn đó là không nên so sánh giữa .1 và .3 AK với Pro, nhưng có bao giờ gặp trường hợp mọi người thích bản thấp cấp hơn không? Thật ra thì cũng có. Trước đây thì có trường hợp của đôi Venom, Phantom Venom, thì cá nhân mình thấy là có một số anh em chơi bản Academy cũng bảo là cảm thấy là đủ ổn rồi, không cần phải lên Pro.
Và đợt này mình cũng đang cảm thấy rằng là dòng Tempo 9, dòng Academy ban đầu thì nó gây cho mình những cái thiện cảm, những cái ấn tượng mình ok hơn là bản Pro. Nói chung là Tempo 9 Academy đợt này thì rất là dễ chơi nha. Anh em hoàn toàn là có thể chơi con đó và cảm thấy của nó là nó dễ thuần và nó dễ chơi hơn là bản Pro luôn. Và đó là hết những câu hỏi ở trên tab cộng đồng của YouTube. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ sang phần những câu hỏi ở trên Facebook nha. Câu hỏi đầu tiên đó là AG và MG thì cái nào ok cho cỏ nhân tạo của Việt Nam hơn? Thì cá nhân mình thấy là MG nó sẽ ok cho cỏ nhân tạo của Việt Nam hơn. Bởi vì AG cá nhân mình thấy là nó vẫn rất là cao các bạn ạ. Và đồng thời thì nó vẫn không có một cái lớp đệm gì ở phía dưới cả. Thế nên là nó vừa đem lại cái sự trông chênh, nó vừa đem lại cái sự cứng cáp khi mà chúng ta tiếp xúc với cả mặt cỏ. Mà như các bạn đã biết thì mặt cỏ ở Việt Nam thì chả được mới sân đẹp. Còn đâu là sân cũng toàn kiểu nó cũ cũ sần sần. Cái lớp cao su của nó không êm ái, nó không dày và nó không bông lên như là ở nước ngoài đâu. Thế nên là MG nó vẫn sẽ là cái ok hơn. Nhưng mà phù hợp nhất thì vẫn là TF. Còn nếu như mà anh em nào mà chân khỏe, chân ok trải nghiệm MG được thì nói chung là vẫn sẽ nghiện MG đấy. Sắp tới thì sẽ có video trải nghiệm về AG của Adidas và AG của Nike để xem có chơi được ở trên sân cỏ nhân tạo của Việt Nam không nha. Anh em hãy nhớ đón xem. Câu hỏi số 2 đó là chóc dày da tự nhiên thì có ảnh hưởng gì tới độ bền và cảm giác không? Về trải nghiệm nói chung thì sao? Nếu như mà nói về cảm giác và trải nghiệm nói chung thì mình cảm thấy rằng là cái việc mà dày da nó bị chóc da nó không ảnh hưởng gì cả. Nhưng mà về độ bền thì có lẽ là các bác nên xem xét theo hai hướng. Thứ nhất đó là nếu như mà nó chỉ là dạng chóc da và cái lớp ở bên trong, bên dưới cái lớp da đó nó vẫn dính chặt vào cơ đế thì không vấn đề gì cả, cứ để thế chơi thôi. Còn ví dụ như trường hợp của con Tempo 9 Pro ở thời điểm hiện tại là các bạn có thể thấy là nó bong cái đế của nó ra thì như thế là phải fix keo rồi. Và các bạn có thể mua thử là keo Mizuno về nha. Hoặc không thì các bạn có thể hỏi những cái bên chuyên dụng về sửa giày. Ví dụ như là các bạn ra những cái hàng giày da, sửa giày da chẳng hạn, để họ xem có những cái cách gì. Hoặc là các bạn có thể inbox luôn về cái bên của anh Dr. Hoàng này, anh Ráp Đế này, để xem là có cái cách nào mà sửa keo, fix keo cho cái đôi giày đó không nha. Câu hỏi tiếp theo là top giày dưới 5 triệu. Top giày dưới 5 triệu thì có lẽ là sẽ để dành cho video tiếp theo nha. Nhưng mà về cái top 1 đợt này tôi đang có rất là nhiều những cái trăn trở và những cái suy nghĩ. Tất nhiên là bây giờ thì Predator Freak nó sẽ không còn ở top 1 của tôi nữa. Thật ra là cái danh sách này tôi sẽ sắp xếp theo những cái đôi giày nguyên bản nha, không tính cái đôi Ráp Đế. Đôi Ráp Đế thì nó là ngon ở một cái next level rồi. Còn thực sự thì nếu như mà nói về đôi giày nguyên bản mà cá nhân tôi thấy là ngon nhất trong phân khúc dưới 5 triệu ở thời điểm hiện tại trong năm nay thì cá nhân tôi đang thích nhất là đôi X-Speed Flow chấm 1. Thực sự là như vậy các bạn ạ. Thật ra nó là về đế TF thôi nha. Còn thực sự thì chưa có những cái sự chen chân của những đôi AG hay là những đôi MG vào đây. Những đôi TF nguyên bản thì thực sự là tôi đang rất rất là thích X-Speed Flow chấm 1. Câu hỏi tiếp theo đó là hãy sắp xếp phân khúc giày Mizuno. Do mình thấy là có Select rồi Club loạn lên hết cả. Thì cá nhân mình thấy là có những cái phân khúc như sau. Ví dụ như là đầu tiên là nhỏ nhất là Club, xong sau đó đến Select, rồi sau đấy đến Pro, rồi sau đấy đến Elite, rồi cao nhất là Made in Japan. Cũng có một số cái nữa mà mình cũng chưa hiểu lắm về cái cách sắp xếp của giày Mizuno nó hơi loạn. Đó là ngoài những cái con ví dụ như là Mona Sida Neo Select IS thì lại có Mona Sida Neo Sala Select, rồi Mona Sida Sala Pro. Tự nhiên có chữ Sala vào nó lại cứ thế nào các bạn ạ. Nói chung là mình cũng... Câu hỏi tiếp theo đó là hãy review cái tất nào xịn xịn mà ổn ổn đi. Thì trước hết thì xin phép một giây cho quảng cáo. Thì mình có đang bán tất Triple S Training. Đây là loại tất chống trơn mỏng như tất dệt kim, mà cái chất liệu chống trơn của nó cũng khá là tốt và bền nha. Nhưng mà nó có một cái nhược điểm là chỉ chân 40 trở lên mới đi được thôi. Thế nên là anh em hãy hết sức lưu ý. Và mình đang bán loại tất này nha, anh em muốn mua thì hãy inbox cho mình. Ngoài ra thì mình có đi một cái loại tất nữa khá là ngon. Đó chính là tất Pure Grip Socks của kênh SR4U. Thì cái tất này thì nói chung là nó cũng đắt các bạn ạ. Order nước ngoài cũng khoảng tầm 400-500. Nói chung là mình cũng order, nếu như anh em lấy thì mình order. Nhưng mà thực sự thì cái tất Pure Grip Socks đó thì gom nhiều mới order được. Chứ còn kiểu một vài cái thì cái phí ship của nó rất đắt. Nói chung là nó sẽ đội phí ship lên rất là nhiều anh em ạ. Ngoài những cái đôi tất chống trơn kể trên thì mình có đi cả tất dệt kim á, và tất Features. Tất Features thì rõ ràng là nó có một cái độ bền hơn, độ dai hơn, nhưng mà nó lại dày dặn hơn tất dệt kim một chút xíu. Thế nên là không phải là đôi nào mình cũng đi được tất Features. Còn đa số hiện nay là mình đi tất dệt kim. Nó là dễ nhất, dễ thuần nhất, dễ chịu nhất. Đối với mình là như vậy. À, đợt trước anh em có review, có đăng bài cái tất Veidun ở trên hội đam mê giày bóng đá. Mình đã mua tất này về và sau đó pass cả 3 đôi luôn, bởi vì nó quá dày các bạn ạ. Anh có thể review những mẫu đã đi
trước khi lập kênh không? Review những mẫu đã đi trước khi lập kênh. Thì trước hết thì cái mẫu đầu tiên mà mình đi đó là Mercury Victory 6. Thì cá nhân mình thấy là nó quá bó và nó không hợp với cả cái form chân của mình. Thế nên là mình đã pass sau một thời gian. Cá nhân mình thấy là cái mẫu giày đó chỉ hợp với form chân thon, và cái đó nó chỉ là vấn đề của mình thôi. Đấy không phải là một mẫu giày không ngon. Nhiều anh em cứ bảo là mình chê con Vic 6 thậm tệ, thì mình đâu có chê nó, mình chỉ bảo là nó không hợp chân mình thôi. Và trải nghiệm của mình là tệ, và đó là vấn đề của mình nhá, không phải là vấn đề của tất cả mọi người. Còn nếu như mà anh em nào mà hợp chân thì con Vic 6 đó nó vẫn là một cái gì đó rất là ưng, rất là huyền thoại đấy. Tiếp theo nữa, đôi giày mẫu giày thứ hai thì là Hyper 3. Hyper 3 thì chả cần phải review nữa, nó là ngôi đền huyền thoại rồi, chúng ta sẽ không nói nữa nha. Tiếp theo đó là cái mẫu giày đó là Mercurial Vapor 12 Pro. Vapor 12 Pro thì thực sự nó cũng đem lại cho mình rất là nhiều kỷ niệm. Mình đã ghi được nhiều cái bàn thắng đẹp với nó. Mình đã vô địch giải đấu khi mà chơi đôi giày đó, thì mình cũng cảm thấy rất là có nhiều kỷ niệm. Và đôi giày đó thì upper của nó cá nhân mình thấy là ok, nhưng mà cái đế của nó bám sân không tốt các bạn ạ. Và mình đã từng bị nghỉ đâu mất tầm 1 tháng khi mà đi đôi giày đó, bởi vì khi mà mình phanh theo phương ngang nó không có cái sự bám sân. Thế là trời hôm đấy hơi ẩm một chút xíu, thế là mình bị sái bẹn luôn các bạn ạ. Nó trượt chân xoạc một phát, thế là mình bị sái bẹn. Thế nên là mình đã phải cất cái con Vapor 12 đó một thời gian anh em ạ. Và bên cạnh đó thì con Vapor 12 đó thì form của nó cũng khá là thon. Và trong suốt khoảng thời gian sử dụng cái đôi Vapor 12 đó thì cho đến 95% số trận đấu là mình đi không dây nha, hoàn toàn là không dây luôn, nhưng không hề bị nhấc gót, bởi vì cái form của con đó nó quá thon và mình không thể nào mà mình chơi có dây với cả con Vapor 12 Pro được. Và đó là những cái mẫu giày mà mình đã trải nghiệm trước khi thành lập kênh. Và đến khi mà bắt đầu review từ Vapor 13 Pro trở đi cho tới tất cả những mẫu giày về sau, thì trong cái tủ giày của mình cũng chỉ có Hyper 3 và Vapor 12 Pro, cũng đi hai đôi đó luân phiên cùng với cả một đôi ba sọc và một đôi Bata. Thế thôi, đó là tất cả những cái mẫu giày mà mình đã trải nghiệm trước khi mình lập kênh. Câu hỏi tiếp theo là cách phòng chống sức gót. Thật ra thì mình đã làm cái này rồi, nhưng mà tại vì nhiều anh em không biết và nhiều anh em cứ hỏi, thế nên là mình sẽ xin phép được nói lại ở đây. Thì thứ nhất, đó là vấn đề nằm ở bạn. Bạn hãy xem lại chính mình đi. Cái việc sức gót đó nó không phải là cái gì nó xuất hiện ngay lập tức, mà nó là cái gì đó tiến triển qua thời gian. Thế nên là anh em mà đi giày vào, anh em cảm thấy là nó có cọ sát, thì anh em hãy lưu ý là đi lại trong nhà lâu hơn để có thể giày mềm ra. Hoặc là khi mà anh em mang giày trong trận, anh em cảm thấy nó cọ sát, nó gian rát là ra ngoài thay luôn, chứ đừng cố chơi. Cái vết đó nó sẽ hình thành nên thành một vết rộp hoàn chỉnh khi mà anh em đã lờ nó đi đủ lâu để nó phát triển thành một cái vết rộp to đùng. Còn nếu như mà anh em thấy cọ sát, anh em ra ngoài thay luôn thì sẽ chả có vấn đề gì xảy ra hết. Vậy nên là cái điều quan trọng đầu tiên là hãy lắng nghe bản thân mình và hãy sắm một đôi giày sơ cua để trong cặp nha. Đừng đi đá bóng mà chỉ mang duy nhất một cái đôi giày mới đập hộp, như thế là quá liều. Và ngoài ra còn có những cách sau đây mà anh em có thể lưu ý. Thứ nhất, đó là dùng băng cuốn cổ chân, cuốn cái phần đó lại. Thứ hai nữa, nếu băng cuốn cổ chân quá cồng kềnh thì hãy dán băng Ugo vào khu vực đó. Cách thứ ba đó chính là bôi Vaseline để có thể làm giảm sự ma sát và làm giảm cái lượng tiết mồ hôi ở chỗ đó ra. Và ngoài ra nữa thì anh em có thể dùng các cái miếng dán gót giày mà các bạn có thể mua trên Shopee nha. Mua ở đó xong dán vào gót giày. Nhưng mà đặc điểm của mấy cái miếng dán gót giày này là khi mà anh em không chơi, không cần thiết nó nữa, anh em bóc ra thì nó sẽ để lại một số cái vết dính ở trên cái gót giày ấy, nhìn nó rất là phản cảm anh em ạ. Bên cạnh đó thì ngoài ra cũng có một cái cách nữa, đó chính là anh em cầm cái gót đó hơ trên hơ nước sôi để cho nó mềm ra. Còn việc điều chỉnh tất nữa, có những người mà đang đi tất mỏng đổi sang tất dày thì bị rộp gót, đang đi tất dày đổi lại tất mỏng thì bị rộp gót. Nói chung là anh em hãy lắng nghe bản thân mình và tìm ra cho mình cái cách phù hợp nhất. Đối với mình thì mình cũng là một người có cái gót khá là có kinh nghiệm, có khá là chai sạn rồi. Thế nên là mình gần như là các cái mẫu giày hiện nay không thể nào làm mình bị sức gót được. Ví dụ như là anh em bảo là X-Costed.3 bị sức gót này, Phantom GT bị sức gót này thì mình không có nha. Lần gần nhất mình bị sức gót là với con Morelia Neo 3 màu trắng. Chỉ duy nhất có màu trắng đó thôi, chứ trước kia mình đi con màu xanh hay là cũng đã trải nghiệm màu đỏ thì cũng không có vấn đề gì với cả những cái đôi đó cả. Câu hỏi tiếp theo đó là tại sao TF lại rẻ hơn FG? Thì cá nhân mình cũng không biết, đó là dụng ý của hãng. TF và IC lúc nào cũng là những đứa con ghẻ của hãng vậy. Có lẽ là họ không tập trung quá vào cái thị trường này. Ví dụ như là trên sân cỏ nhân tạo họ đầu tư vào AG, trên sân cỏ tự nhiên họ đầu tư vào FG, SG. Còn mình cảm thấy là cái TF nó như kiểu là đá trên những cái mặt sân nó rất là cùi bắp ấy. Thế nên là hãng không đầu tư nhiều cái công nghệ vào đây. Fine, ok fine. Và câu hỏi chốt hạ của ngày hôm nay đó chính là mang giày nào để có người yêu nhanh nhất? Mang giày nào để có người yêu nhanh nhất thì chắc chắn không phải là giày đen. Các ông ra sân mà đi giày đen
thì nó lại là chìm nghỉm trong mắt các bạn nữ thôi. Còn bên cạnh đó thì nó phải là những cái yếu tố về ngoại cảnh nữa. Ví dụ anh em đá ở đâu mà phải có nhiều bạn nữ đi xem và cổ vũ cơ. Và thứ hai nữa là anh em phải đi một cái đôi giày thật là nổi bật vào. Hoặc là anh em không có đôi giày nổi bật thì hãy có thể là mua dây giày ở chỗ tôi nha. Mua dây giày ở chỗ tôi để có thể làm nổi bật, làm mới cái đôi giày của mình. Dây giày SR4U order 1 tháng. Và trên đây là tất cả những câu hỏi của video Q&A số thứ 6 ngày hôm nay. Và nếu như các bạn có thêm những câu hỏi gì thì mình sẽ đăng bài ở tab cộng đồng nha. Và chúng ta sẽ lại chuẩn bị cho video Q&A số thứ 7. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Cheers!